việc bé 33 ngày tuổi, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội tử vong trong chậu nước và nghi phạm chính là mẹ của bé, khiến dư luận xôn xao. Không chỉ có vụ việc ở Hà Nội, thời gian qua đã có nhiều trường hợp người phụ nữ khi đang nuôi con nhỏ không kiểm soát được hành động của mình. Một người mẹ ở Gia Lâm, Hà Nội mới sinh con được 1 tháng tuổi đã nhảy lầu tự tử, xuất phát từ chứng trầm cảm sau sinh. Nghiên cứu cho thấy hơn 80% các trường hợp trầm cảm sau sinh từng có ý định tự sát. Thực tế có không ít người phụ nữ phải nhập viện trong tình trạng không kiểm soát được cảm xúc, tâm trí bị hoảng loạn. Dù điều trị dài ngày nhưng tinh thần vẫn không ổn định. Nhiều người mẹ buộc phải bị cách ly với đứa con bé bỏng mới chào đời của mình để điều trị dài ngày, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng về mối nguy hiểm mà căn bệnh này gây ra.